Hi, xin chào. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món đồ chơi mà mình mới mua ở Shopee. Đây. Cái này người ta gửi từ bưu điện tới cho mình. Đây. Các bạn có biết cái này là gì không? Cái này rất là dễ. Ai cũng biết hết. À, đó là squishy. Squishy rất là mềm, có mùi, có hương dâu chứ, nó rất là thơm, còn có móc khóa nữa chứ. Món thứ hai đó chính là slime. Đây là slime, các bạn tưởng là lon coca nhưng nó không phải là lon coca đâu mà nó là slime. Đây, đó. Đó là slime mà mình cũng mua ở chỗ đó luôn. Như vậy. Nó cứ mùi. Tại vì nó nổi bong bóng cho nên nó mới kêu tiếng như vậy. Nó rất là mềm. Các bạn có thể hỏi thử mình ở trên mạng. Khó lắm quá. Còn thứ ba là cái gì ta, một con móc khóa, mình chắc thế. Nó rất là cứng nhưng mà nhìn dễ thương lắm. Đây là một con thỏ, được mua cũng ở trong shop đó luôn, dễ thương. Cái thứ tư là cái quả cam. Đây là một miếng cam nhưng không biết ở trong đó là cái gì, chắc là cũng là cam luôn. Đây là viên thuốc, giống viên thuốc ha. Được một cái bút nè. Cái này là một đồ chơi ở phía ngoài thì nó là viên thuốc nhưng mà là ở trong là cái bút. Và cái này là cái gì ta, không hiểu nữa, mình đặt nhưng mà mình quên tên rồi. Nó cũng rất là mềm giống như squishy nhưng mà nó khác một chút.